hôm nay đi bàn giao quyển sổ hồng này, nhưng mà anh em ạ, hết tiền rồi, phải đi mời cậu khách này cốc chè đỗ đen. Giới thiệu với anh em, đây là Tài, sinh năm 96. Hôm nay là đi bàn giao quyển sổ hồng, nhưng mà do là quên không mang tiền, chỉ đủ mua mời em ý cốc chè đỗ đen thôi. Ê, bạn ơi, bạn quay sát vào đây để cho anh em thấy, đây là đúng là Tài này. Đấy, đây là Tài. Bây giờ anh hỏi Tài một chút nhá. Em lấy đâu tiền để mua đất đấy? Dạ, em làm việc xong em tích lũy ạ. Bây giờ nhá, em phải giới thiệu công việc của em, sản phẩm dịch vụ của em để xem mà có khách hàng xem video có nhu cầu ấy, thì người ta sẽ sử dụng dịch vụ của em. Dạ, em xin chào anh và chào mọi người. Thì em làm dịch vụ chạy quảng cáo thôi, nghề chạy quảng cáo dành cho bên thẩm mỹ thôi. Lô này ngày xưa mua bao tiền nhỉ? 285 triệu ạ. 285 triệu. Và xin giới thiệu với mọi người là bên mình vẫn còn rất nhiều lô đất 280 triệu nhá, rẻ hơn lô của Tài 5 triệu, ONT 420, diện tích là 150 m². Ngày hôm nay thì bàn giao quyển sổ hồng này cho em Tài ở một cái nơi nó rất là đặc biệt. Đấy, mọi người có thể là bàn giao ở quán cà phê này, một nhà hàng sang chảnh này. Nhưng mà do hôm nay tôi nói thật là tôi quên không mang tiền, phải mời em ấy cốc gọi là chè đỗ đen. Cốc này hình như nó chỉ khoảng được tầm 7.000 thôi các bạn ạ. Hôm nay anh bàn giao quyển sổ hồng này cho em và chúc em sẽ luôn luôn thành công và nhiều tiền thì nhớ lại mua đất ủng hộ anh. Ok.